Chào quý vị và các bạn, hôm nay lại quay lại câu chuyện thừa kế, là chia thừa kế đất hay giá trị. Thưa quý vị và các bạn, chia thừa kế đất hay giá trị là một cái câu chuyện mà tôi lặp đi lặp lại không biết chắc hẳn 10 lần rồi. Tuy nhiên thì hôm nay một cái câu chuyện muốn nói cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định pháp luật. Tòa án là một cái cơ quan quyền lực. Tòa án có cái phán quyết nếu trong trường hợp các bên đương sự, anh chị em nhà không có thể chia được. Tuy nhiên thì cách chia của tòa án phù hợp với quy định của pháp luật. Có một chị điện cho tôi, chị bảo rằng là chị được một suất thừa kế với một cái diện tích nhỏ 15 mét. Thì khi mà diện tích nhỏ 15 mét như vậy thì chị yêu cầu người bị đơn đó phải dọn nhà đi để mà chị thối lại cái phần thừa kế. Cái câu chuyện của chị kể cho tôi nghe rằng là toàn bộ gia đình chị có tổng cộng một phần diện tích không lớn lắm. Các bạn ạ, tổng diện tích gia đình không lớn lắm. Và khi mà tòa án sẽ căn cứ cái người bị đơn đang ở trên đất thì họ lại tiếp tục ở trên đất và được hưởng cái suất thừa kế và thối lại cái số tiền theo tỷ lệ định giá của tòa án. Và chị nhận được một số tiền, tuy nhiên là chị bảo rằng là không, tôi đồng ý thối lại tiền cho bị đơn để bị đơn đi. Tuy nhiên rằng là cái việc cái khả năng, tôi cho rằng cái khả năng hiện tại là tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xét xử rồi, thì xét xử tòa án vận dụng những cái quy định của pháp luật về hiện tại bị đơn đang trực tiếp quản lý sử dụng đất di sản của ba mẹ để lại và sẽ tiếp tục quản lý sử dụng di sản này và thanh toán lại cho những người đồng thừa kế khác bằng giá trị. Và chị bảo rằng là không, tôi thích là tôi thối lại cơ để cho những người này đi. Thì tôi cho rằng bằng cái kinh nghiệm, bằng cái vốn trong cái quá trình hành nghề, cái vốn kinh nghiệm trong quá trình hành nghề, tôi cho rằng là chúng ta cần phải hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Nếu trong trường hợp tổng diện tích của cái di sản thừa kế nó không lớn thì sẽ thối lại cho những người nào không trực tiếp quản lý sử dụng bằng giá trị, và nếu như trong trường hợp đủ lớn thì mới chia bằng quyền sử dụng đất. Các bạn nhớ nhé, nếu trong trường hợp quyền sử dụng đất lớn thì đủ để mà tách ra mỗi người được một quyền sử dụng đất thì tòa án sẽ chia đất. Còn nếu trong trường hợp cái quyền sử dụng đất nó quá nhỏ thì không thể chia được, nhưng vẫn ưu tiên cho cái người nào đang trực tiếp quản lý sử dụng đất. Tôi nhớ tôi cũng đã kể cho quý vị và các bạn nghe nhiều lần rồi đúng không? Trong tổng diện tích thì có 9 mét về chiều ngang. Tuy nhiên thì một cái gia đình họ đã có đã được tặng cho là 3 mét rồi, còn lại là 6 mét. Tuy nhiên thì ba anh chị em chia làm sao, không lẽ người 2 mét thì làm sao cất được cái nhà. Và cuối cùng thì tòa án đã có phán quyết là cho một người 6 mét và thối lại cái cho hai đồng thừa kế khác cái số tiền tương đương theo cái tỷ lệ định giá của tòa án. Thưa quý vị và các bạn, thì câu hỏi về thừa kế thì rất là phổ thông và gần như nó chiếm khoảng 30% trong cái lượt hỏi của trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Với cái sự hỏi nhiều quá thì tôi đã cố tình làm nên một cái sản phẩm gọi là hướng dẫn khởi kiện chia thừa kế để chúng ta
Nếu trong trường hợp gia đình của chúng ta không thể thỏa thuận được thì chúng ta có thể bắt gặp những cái hướng dẫn cầm tay chỉ việc bằng cách chuẩn bị một cái hồ sơ khởi kiện nó như thế nào và đóng tiền án phí nó như thế nào và thỏa thuận sẽ làm sao. Và giống như quý vị và các bạn có một luật sư bên cạnh, chúng ta cảm thấy yên tâm khi chúng ta đi khởi kiện trong một cái hành trình không đơn độc khi có những cái gói sản phẩm hướng dẫn chia thừa kế. Đặt vấn đề rằng là quý vị và các bạn sẽ nói rằng là tôi không muốn khởi kiện chia thừa kế, tôi chỉ muốn thỏa thuận thôi. Đây cũng là một cái câu trả lời của anh chị em nào đó đã hỏi trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nghề của chúng tôi không có khuyến khích quý vị khởi kiện ở tòa. Và tôi cho rằng tôi chỉ song hành với một số anh chị em nếu gia đình họ không thể thỏa thuận được. Các bạn nhớ nhé, nghề của tôi là nghề nhân văn. Chúng tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn cần, chúng tôi không đưa mang một cái thông điệp là cố tình bán cho quý vị và các bạn để đẩy quý vị và các bạn vào cái việc là tranh chấp. Tôi vẫn lấy cái quan điểm cuối của quy định của pháp luật. Khi có di sản thừa kế, có người còn từ chối được, có người nhận cho có người nhận đủ, có người thì muốn tất cả. Cho nên quý vị và các bạn ạ, cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, hướng dẫn khởi kiện chưa thừa kế là một trong những cái gói mà trăn trở của luật sư, là sản phẩm, là khát khao của luật sư để bớt thời gian. Hỏi hoài một chủ đề cũng ngại lắm, cũng ngán lắm, cứ phải lặp đi lặp lại cái câu chuyện chia thừa kế như thế nào. Nhiều người hỏi luật sư ơi, hơn 50 cái video hướng dẫn khởi kiện chia thừa kế rồi, chắc luật sư không còn gì ngoài cái câu chuyện chia thừa kế. Nói vui với quý vị và các bạn thôi, cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, nghề của chúng tôi là nghề song hành cùng nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui của thân chủ, của khách hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Phía dưới tôi có để một cái đường link, nếu quý vị và các bạn cần thì quý vị và các bạn có thể click vào nó và mua để ủng hộ chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cho đến thời điểm này chưa có lấy phí. Cảm ơn quý vị và các bạn.